Tạo ước clone đi thử lòng người lạ và cái kết. Tôi mua cần ở đâu mà bạn thấy tôi phiền mà bạn chấm hỏi nè. Bình thường á tôi mới ghi bạn ơi nhé, thì đối phương ấy nó sẽ bảo là ấy. Tôi không biết bạn dẫn tôi đi được không? Rồi. Mà lép lâu thế, mấy bạn con gái như tin lâu thế. Đủ tôi được bạn bè rồi nè. Chưa, vẫn chưa. Bạn im rậu. Rồi, bạn nhận tôi ra. Ê, hình như bạn nhận ra tôi rồi sao ấy. Không, không phải, bạn chưa biết. Nhưng mà tôi không biết chỗ bán cá ở đâu hết. Bạn dẫn tôi đi ơi. Mấy cái bà này phủ thế. Ừ. Bị sao phèn thế này á, khá tan gái lắm. Kêu bạn dẫn tôi đi đi, bà tiếu dẫn rồi. Tôi hay là bạn dẫn tôi đi được không? Từ từ nha, tôi không biết thiệt. Ít ồ ít đi bè này bè lùi thế. Năng nỉ nghèo nên người ta khinh đã dơ vai. Ta dơ nó bay nhìn ta cũng đẹp trai mà trời chào ơi ai rồi ơi. Ê bạn để dẫn tôi đi, bạn đi qua đây chào ơi. Bạn không rép tôi sao bạn đi qua đây mọi người ạ à? Chốt rồi, tôi bị khinh thường rồi. Tôi bị khinh thường rồi mọi người ạ à. Ở đâu vậy bạn? Cái con thì thiệt luôn chứ. Ta đéo rép tôi luôn. Má bị khinh thường rồi. Bị khinh thường rồi. Tôi buồn quá. Lẹ con. Hình như ấy là nó thấy ấy, hình như là nó thấy là thằng Chu Ki nè. Ừ đã đéo dẫn nó đi rồi mọi người ạ à. Nó đâu rồi ta? Sao bạn không lét mình? Nó cùi bay trâu ơ. Nên bên thằng Chu Ki pha ke rồi. Cái thằng này là thằng Chu Ki pha ke. Văn ơi là Văn. Trời ơi anh mới là real nè. Anh mới là real nè. Ký tưởng em đi anh. Ký tưởng em đi anh. Quá. Nó mê cái thằng pha ke mọi người ạ à. Quá buồn. Hay. Văn ơi, bạn sẽ phải hối hận vì đã lơ mình. Bạn biết mình là ai không? Đang bận cái đéo gì? Bạn lên đang bận hả? Đang bận là sao che? Che đi xin ký tường cái thằng Chu Ki pha ke. Từ từ cái gì? Tôi cho bạn biết. Bạn lên YouTube. Bạn search là chay. Văn của mẹ game rồi. Ok. Ba rồi.